Trong những năm gần đây, thế giới đã phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, từ đại dịch đến biến đổi khí hậu và xung đột toàn cầu. Điều này đã khiến nhiều người cảm thấy như chúng ta đang sống trong một thời đại bất ổn và không chắc chắn. Với sự lan rộng của đại dịch COVID-19 và những hậu quả mà nó mang lại, cảm giác về sự mất mát và lo lắng đã lan tỏa khắp nơi. Vào thời điểm này, có một nhà tiên tri đã dự ngôn chấn động về tình hình thế giới năm 2024, đã khiến nhiều người tự hỏi về tương lai của thế giới chúng ta. Liệu năm 2024 có phải là thời điểm cho sự chuyển giao mới, nơi chúng ta có thể tìm thấy hy vọng và khả năng tái tạo? Hay sẽ có những tai họa lớn hơn đang chờ chúng ta, làm cho thế giới trở nên một nơi nguy hiểm hơn và khó khăn hơn? Xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi video sau đây để tìm lời giải đáp nhé! Phát hiện lời tiên tri chấn động của Nostradamus vào cuối năm 2004. Thời trẻ của Nostradamus. Nostradamus sinh năm 1503 ở miền Nam nước Pháp. Tên đầy đủ là Michel de Nostradam. Michel là đại thiên sứ, cũng là sứ giả của Đức Mẹ. Tên của ông vốn đặc biệt, dường như là định mệnh khi ông sinh ra đã mang theo sứ mệnh. Tiên tri của ông cũng mang theo ngụ ý của thần. Nostradamus vốn là người gốc Do Thái, nhưng vì để tránh khỏi bức hại tôn giáo, từ khi ông còn rất nhỏ, cả gia đình ông đã thay đổi tín ngưỡng từ Do Thái giáo sang Công giáo. Cha ông là một nhà buôn lương thực thành công và còn là công chứng viên bán thời gian. Thông thường, với thu nhập như vậy, việc nuôi cả gia đình không phải là vấn đề. Thế nhưng trong nhà đông tới 9 người con nên cha mẹ ông luôn luôn tất bật. Dù từ bé, Nostradamus rất thông minh, nhảy vượt cả 3 cấp học. Nhưng vì áp lực của cuộc sống, dù ông có thành tích học tập xuất sắc như thế, nhưng cũng không được cha mẹ để ý. May mắn thay, ông ngoại đã nhanh chóng nhìn thấy tiềm năng to lớn của Nostradamus trong số những đứa cháu trai. Một hôm, ông ngoại hỏi Nostradamus, cháu cùng học với ông nhé. Nostradamus rất nghiêm túc gật đầu. Vậy là ông ngoại mang theo Nostradamus và dạy cho cậu tiếng Latin, tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái và những kiến thức cơ bản của toán học. Ông còn khuyến khích Nostradamus nghiên cứu chiêm tinh học, khoa học thiên thể, bồi dưỡng cho cậu khả năng quan sát và suy xét. Có thể nói, Nostradamus thời bé không gì không học, không gì không thông thạo, từ thiên văn cho tới địa lý. Ông ngoại kể cho Nostradamus về những chuyện cổ xưa của truyền thống Do Thái, giúp cậu lần đầu tiên được tiếp xúc với khái niệm thiên đường, hiểu rõ được làm thế nào thay đổi vận mệnh của nhân loại. Tất cả những điều này đã đặt nền tảng cho những thành tựu sau này trong những lời tiên tri của ông. Mặc dù sau này Nostradamus trở thành một nhà tiên tri lẫy lừng, nhưng thời trẻ ông phải bôn ba khắp nơi làm bác sĩ để hỗ trợ gia đình. Vào thế kỷ thứ 16, dịch bệnh hoành hành tại khu vực miền Nam nước Pháp khiến người dân suốt ngày sống trong hoang mang lo lắng. Năm 14 tuổi, Nostradamus bắt đầu học y. Nhưng do dịch bệnh bùng phát, ông chỉ học được một năm, sau đó phải rời đi. Ông đã đi khắp các vùng quê hương và tự nghiên cứu điều chế thảo dược. Năm 19 tuổi, ông lại quay trở về tiếp tục học tại Đại học Montpellier và hoàn thành học vị tiến sĩ y. Khi 22 tuổi, ông đã được cấp phép hành nghề y. Khi đó, phương thức mà hầu hết các bác sĩ trị bệnh chủ yếu dựa vào nước thuốc chế từ thủy ngân, trích máu và cho bệnh nhân mặc áo choàng ngâm tỏi. Còn Nostradamus lại dùng biện pháp y tế và hiệu quả hơn để đối phó với dịch bệnh. Ông đã nghiên cứu và phát triển ra thuốc hoa hồng, được hoan nghênh rộng rãi. Đây là một loại viên ngậm thảo dược được chiết tạo từ quả hoa hồng, giàu vitamin C, giúp các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ bớt khó chịu. Ông còn giúp bệnh nhân giữ sạch sẽ, ăn thức ăn ít chất béo, hít thở nhiều không khí trong lành. Mặc dù những thuật này của Nostradamus xem ra đều là kiến thức y học cơ bản đối với ngày nay, nhưng chắc chắn thời đó thì chúng mang tính khai sáng. Tuy nhiên, ngay cả khi Nostradamus đã rất nhiều lần thành công cứu bệnh nhân thoát khỏi bàn tay tử thần, khi đối mặt với việc người vợ và người đứa con yêu quý của mình bị nhiễm bệnh, ông cũng phải bất lực. Ông chỉ biết thở dài rằng cuộc sống có lúc lại tàn khốc và bất lực như thế. Vào một ngày năm 1547, khi đó Nostradamus đã 44 tuổi, ông đã là một bác sĩ được chính quyền thành phố tuyển dụng. Ông đi khắp nơi trên nước Pháp tiếp tục chiến đấu với dịch bệnh. Hôm đó, ông vội vàng lên đường tới thành phố Saran. Bất ngờ một lúc sau, trước mặt ông xuất hiện một cảnh tượng thật thê thảm. Nhưng ông không thể nghĩ được rằng vận mệnh của bản thân cũng vì thế mà lặng lẽ thay đổi. Khi ông tới Saran, mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng rất kỹ, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến vị bác sĩ nổi tiếng đã từng không biết bao nhiêu lần chiến đấu với bệnh dịch và chứng kiến vô số người chết cũng phải rùng mình.
khắp nơi là người chết và cả những thi thể chưa được chôn cất. Nhiều người rên rỉ trong đau khổ, vật lộn với cái chết. Không còn thời gian để suy nghĩ, Nốt Chặt Amốt lập tức khẩn trương tập trung vào công việc. Ngay sau đó, ông phát hiện một phu nhân xinh đẹp đang nằm ngã xuống đất trong một dinh thự sang trọng. May mắn, người phụ nữ được cứu kịp thời đã thoát khỏi bờ vực của cái chết. Cô cố gắng hết sức mở mắt và thấy Nostradamus ở trước mắt như một vị thiên sứ. Cuối cùng, dịch bệnh ở thành phố và vùng lân cận đã được kiểm soát. Những người dân được cứu sống mang những lễ vật quý tới tặng Nostradamus để thể hiện sự cảm ơn. Nostradamus vô tư phân phát những món quà đó cho người nghèo. Điều này khiến mọi người hết sức cảm động. Chuyến đi này đã khiến Nostradamus tìm lại được tình yêu. Người phụ nhân xinh đẹp được ông cứu thoát khỏi bàn tay tử thần chính là một quả phụ giàu có tên là Asbosder Gemen. Cuối năm 1547, họ kết hôn. Sau này, cùng với sự trợ giúp kinh tế của nhà vợ, tiên tri nổi tiếng người Pháp Nostradamus cuối cùng có thể tập trung vào việc dự đoán tương lai. Ai là giáo hoàng? Thực tế, Nostradamus thông minh vượt trội, vốn đặc biệt quan tâm tới chiêm tinh thuật. Sau khi người vợ đầu cùng các con qua đời, ông đã từng đi du lịch nhiều năm ở Ý, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, còn ghé thăm ngôi trường bí ẩn cổ xưa và nhận được thức tỉnh tinh thần. Vào thời đó, khả năng tiên tri phi phàm của ông đã bắt đầu bộc lộ. Tương truyền, khi ông du lịch ở Ý, ông đã gặp một nhóm các tu sĩ trẻ dòng họ Fantico. Họ nhanh chóng làm quen với nhau. Một hôm, ông đột nhiên quỳ gối xuống và hô lớn với một tu sĩ trong đó: "Ôi, giáo hoàng tôn kính của tôi!" Mọi người ai nấy đều kinh ngạc hỏi: "Ai? Ai là giáo hoàng? Giáo hoàng ở đâu? Anh đang nói đùa à?" "Ở đây, ông ấy sẽ là giáo hoàng tương lai." Nostradamus vừa nói, vừa chỉ tay về hướng tu sĩ tên là Felix đang đứng ở phía trước. Mọi người nhìn nhau, dường như đều đang nghĩ: "Ban ngày như thế này, sao tự nhiên ăn nói lung tung thế?" Đúng như dự đoán, vào năm 1548, Felix trở thành giáo hoàng Sito thứ năm. Nhà tiên tri trên căn gác mái. Nostradamus cải tạo căn gác mái trên tầng cao nhất trong nhà và biến nó thành phòng đọc sách và đặt ở đó một số những thiết bị được xem là rất thần kỳ thời bấy giờ. Ví dụ như máy quan sát thiên văn, gương ma thuật, đũa thần với một cái bát đồng giá ba trần. Trong cuốn sách Các Thế Kỷ, Nostradamus đã mô tả về quá trình ra đời các dự ngôn của ông. Đêm khuya tĩnh mịch, ngồi một mình với nghiên cứu bí mật trên giá chân bằng đồng, ngọn lửa u ám hơi lóe ra, một lời tiên tri đáng kinh ngạc đã được sinh ra. Đặt cây gậy ở chính giữa giá ba chân, vẩy nước vào mặt dưới của áo choàng da và trên bàn chân. Thần dụ đáng sợ làm cho cơ thể dưới áo choàng run lên. Trong ánh hào quang thần thánh, thần và tôi đồng tại. Ông đã dùng hình thức bốn dòng thơ để ghi chép lại cảnh tượng tương lai nhìn thấy. Thời gian trôi qua, lần lượt những bài thơ tiên tri của ông dần tập hợp thành bộ kiệt tác không gì sánh nổi. Vào năm 1555, bản Các Thế Kỷ đầu tiên đã được xuất bản. Cái chết của Henry đệ nhị, danh tiếng của Nostradamus nhanh chóng lan rộng khắp cả châu Âu. Trong Các Thế Kỷ có một bài thơ ám chỉ về cái chết của vua Henry đệ nhị nước Pháp. Bài thơ viết: "Sư tử non sẽ chiến thắng con già trong trận chiến một chọi một. Hắn sẽ chọc thủng mắt trong lồng vàng, hai vết thương hợp thành một. Anh sẽ chết một cái chết tàn khốc." Sau đó, vợ của vua Henry, hoàng hậu Caterina de Medici, rất nhanh chóng chú ý tới Nostradamus. Theo lời mời của hoàng hậu, vào ngày 14 tháng 7 năm 1556, Nostradamus đã tới Paris. Sau một chuyến hành trình dài hơn một tháng, ông đã được hoàng hậu tiếp đón vào cung. Hai người trò chuyện dài tới hơn 2 tiếng. Tương truyền rằng hoàng hậu đã hỏi thăm ông về 4 câu thơ ám chỉ cái chết của quốc vương. 4 năm sau, vào ngày 28 tháng 6 năm 1959, trong một cuộc thi đấu, vua Henry đệ nhị đã bị một võ sĩ trẻ đâm xuyên qua mũ giáp, chọc vào mắt bằng cây thương dài. Không lâu sau, đức vua qua đời trong cơn đau đớn tột cùng. Lời tiên tri này của Nostradamus đã ứng nghiệm, khiến rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc và khâm phục trước khả năng dự đoán của ông. Nhưng cũng có những lời cho rằng ông dùng tà thuyết để mê hoặc mọi người. Khi 35 tuổi, Nostradamus đã từng bị kết tội vì những lời nói của mình. Ông bị giáo hội truy nã, phải lưu lạc khắp nơi 6 năm. Ông hoàn toàn biết rủi ro ở đây, vì thế thơ của ông đều được viết bằng phong cách khó hiểu, trong đó có sử dụng tiếng Pháp, ngôn ngữ địa phương vùng Provence, tiếng Ý, tiếng Hy Lạp và tiếng Latin, cả thứ tự thời gian cũng được xáo trộn một cách cố ý. Nostradamus thậm chí còn tiên tri chính xác về cái chết của mình. Năm 1566, tại nhà ông đã ra đi thanh thản, hưởng thọ 63 tuổi.
khi người ta phát hiện ra thi thể ông đúng như những gì ông đã tiên tri sẽ phát hiện ra đang nằm cứng giữa ghế và giường. Các thế kỷ của Nostradamus. Năm thứ hai sau khi Nostradamus qua đời, con trai ông là Casta đã tập hợp tất cả những tiên tri chưa được công bố của ông và đã xuất bản chúng vào năm 1568. Đây chính là tác phẩm Các Thế Kỷ được lưu truyền hậu thế, trong đó bao gồm gần 1.000 bài thơ tiên tri, thời gian các tiên tri trải dài từ thời đại ông sống cho tới ngày tận thế, hay có thể nói là một đêm trước của một kỷ nguyên vĩ đại khác. Qua đó, người ta tìm thấy rất nhiều những dự đoán chính xác về các sự kiện lịch sử lớn, ví dụ như đại cách mạng nước Pháp, sự nổi lên của Napoleon, vùng lên của Hitler, phong trào chủ nghĩa cộng sản, sự kiện ngày 11 tháng 9. Một số nhà nghiên cứu còn giải mã những lời tiên tri của Nostradamus về sự xuất hiện của tàu hỏa, máy bay, điện ảnh, bom nguyên tử và con người, tới ngày nay vẫn hào hứng đàm luận về những dự ngôn của Nostradamus. Ông còn được gọi là nhà tiên tri thần quỷ, nhà tiên tri mạt thế. Các thế kỷ của ông trường tồn mãi với thời gian, nó được xem là bộ thánh kinh thứ hai ở châu Âu. 8 tiên tri lớn cho năm 2023. 8 tiên tri lớn năm 2024 được tổng kết trên một trang web bằng tiếng Anh. Bài viết mở đầu bằng một câu khiến người ta khá lo lắng. Từ góc độ địa lý khí hậu, thanh lộc sẽ đưa đất nước trở lại cân bằng. Nó sẽ gây ra bão, động đất, lũ lụt, núi lửa phun trào. Câu tiếp theo, bài viết mô tả, Nostradamus cho rằng dù về thời gian hay thực tế, năm 2024 đều là mốc thời gian của khởi đầu kỷ nguyên mới. 8 dự ngôn này có nội dung cụ thể như sau. Nội chiến Mỹ. Bài viết trên trang web viết rằng nước Mỹ có thực sự có khả năng xảy ra nội chiến trong năm 2024 không? Căn cứ theo tác phẩm của Nostradamus, do nghèo đói và bất ổn chính trị, sự tình này có thể sẽ phát sinh vào đầu năm 2024. Mỹ là một trong những quốc gia cường thịnh nhất trên thế giới, làm sao có thể có liên quan tới nghèo đói? Tuy nhiên, từ khi ông Biden lên nắm quyền, nền kinh tế của toàn bộ quốc gia đã lâm vào trong vũng lầy, nợ nần chồng chất, khủng hoảng dầu mỏ do chiến tranh Nga-Ukraine gây ra, làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ. Vì vậy, trong tình huống này, dường như sự liên hệ giữa nghèo đói của nước Mỹ không phải là điều bất thường. Chỉ ít vấn đề này thực sự làm gia tăng áp lực kinh tế cho rất nhiều người dân và gây áp lực lớn hơn với những người có thu nhập thấp. Gần đây, dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump, cựu Tổng thống Mỹ, bị khám xét đã khiến nhiều người kinh ngạc. Liệu tranh chấp giữa hai đảng cuối cùng có diễn biến thành một cuộc nội chiến không, hoặc có thể là hình thức khác của nội chiến, ví dụ như về chính trị và tư tưởng? Sự hủy diệt của đế quốc lớn. Một người khác sẽ gia nhập đế quốc to lớn này, thiện lương và hạnh phúc sẽ rời xa, do một người ở không xa kỹ viện thống trị, kiếp nạn của vương quốc đến gần. Phân tích nhận định rằng bài thơ trên của Nostradamus dự ngôn về khả năng hủy diệt của một đế quốc lớn. Trang này cũng giải mã điều này có thể ám chỉ nước Nga hoặc Trung Quốc. Ngoài ra, khả năng sẽ xảy ra tai nạn mang tính toàn cầu là rất lớn, sẽ gây nên số lượng lớn người tị nạn và người bị thương. Về khía cạnh chiến tranh, có khả năng sẽ bùng nổ chiến tranh đường thủy trong năm 2024, với tình hình chiến tranh Nga-Ukraine đã liên tục kéo dài hơn nửa năm. Nếu như vận mệnh đế quốc lớn bị diệt vong rơi vào Nga, có lẽ nhiều người không cảm thấy ngạc nhiên. Tuy nhiên, nói tới chiến tranh liên quan đường thủy và trên đất liền, suy nghĩ đầu tiên của mọi người rất có thể là vấn đề biển Đài Loan. Trung Cộng liên tục lớn tiếng đe dọa muốn tấn công vũ lực Đài Loan, liệu sẽ thực sự khai chiến? Dân số châu Âu giảm, trên đảo nhỏ xảy ra một sự xáo trộn rất khủng khiếp. Có người sẽ nghe thấy một trận chiến tranh lớn, sự sỉ nhục của kẻ cướp đoạt sẽ lớn như thế, tới mức chúng sẽ gia nhập vào liên minh vĩ đại. Căn cứ bài thơ trên của Nostradamus phân tích cho rằng điều này có thể là ám chỉ, có thể chiến tranh Nga-Ukraine sẽ kích nổ một cuộc chiến lớn hơn, thậm chí sẽ có thể sử dụng tới vũ khí hóa học và vũ khí liên quan đến hạt nhân. Từ đó khiến dân số châu Âu giảm mạnh, điều này có thể nói tới khả năng bắt đầu Thế chiến thứ ba. Tổng thống Nga-Mỹ chịu công kích dữ dội. Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Nga Putin sẽ phải đối mặt với một năm vô cùng sóng gió. Quan hệ giữa hai nước sẽ có biến đổi mới trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024. Putin sẽ bị đội an ninh của mình ám sát. Nếu tiên tri trở thành sự thực, điều đó có nghĩa là người rất thân cận với Putin có thể sẽ phản bội ông. Liên quan tới Tổng thống Mỹ, tiên tri nói rằng ông sẽ mắc một loại bệnh bí ẩn. Người nhà của Tổng thống Mỹ sẽ thành nạn nhân của tai nạn giao thông. Khủng hoảng tài chính. Thế giới đang trên bờ vực sụp đổ của thị trường tài chính. Đầu năm nay, chỉ số chứng khoán Mỹ sụt giảm mạnh trong ngắn hạn,
gây ra ảnh hưởng đến toàn cầu. Điều này khiến một số chuyên gia dự cảm về một cuộc khủng hoảng kinh tế mới tương tự như năm 2008 đang ẩn nấp ở một nơi rất gần. Nước Anh đón chào quốc vương mới. Năm 2024, nước Anh sẽ đón chào một vị quốc vương mới. Sự ra đi của nữ hoàng Anh là một trong những sự kiện khiến người dân bất an nhất trong 70 năm qua của đất nước. Vương quốc Anh sau đó sẽ dừng hết tất cả mọi hoạt động trong ít nhất 12 ngày để bày tỏ sự thương tiếc đối với nữ hoàng. Thực ra, nữ hoàng đã đi vào ngày 8 tháng 9. Quốc tang đã được cử hành tại tu viện Westminster vào ngày 19 tháng 9. Thời gian đó, quả thực người Anh đã dừng tất cả các hoạt động để thể hiện sự thương tiếc của họ. Sự thống trị của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã kết thúc. Thái tử Charles sẽ kế vị ngôi quốc vương của nước Anh. Tuy nhiên, tới năm 2024, cũng có khả năng hoàng tử William sẽ kế vị ngôi vua của Charles. Giáo hoàng mới của Thiên Chúa Giáo. Notre Dame còn tin chi rằng giáo hoàng Francis sẽ qua đời vào năm 2024. Người kế nhiệm ông sẽ là một người trẻ tuổi, nhưng vị giáo hoàng mới này sẽ là người hủy diệt thành Rome. Sau khi ông lên nắm quyền, sẽ không ngừng gây ra những vụ bê bối trong xã hội công giáo. Cho tới năm 2029, Francis là vị giáo hoàng cuối cùng. Làn sóng di dân chưa từng có. Dự ngôn cuối cùng cho năm 2024 là người Mỹ sẽ phải đối mặt với vấn đề di dân, tần số và số lượng các cuộc tấn công khủng bố cũng sẽ ngày càng cao. Trên đây là những dự ngôn của Notre Dame cho năm 2024. Mặc dù dự ngôn đề cập tới rất nhiều tai họa, nhưng Notre Dame cho rằng năm 2024 sẽ mở ra một thời đại hoàn toàn mới. Năm 2024 sẽ là một thời khắc thần thánh trong lịch sử nhân loại. Thảm họa và khải thị cùng tồn tại, có những mối nguy hiểm đồng thời cũng nhóm lên hy vọng mới. 2024 không phải đại biểu cho sự kết thúc tất cả, mà là sự ra đời của hệ thống mới, một kỷ nguyên khai sáng đang đến. Thế giới của chúng ta sẽ có những biến đổi căn bản, nhân loại sẽ được tái sinh với một cấp độ tinh thần mới. Thông thường, thế giới càng loạn lạc, con người càng quan tâm tới dự ngôn để tìm kiếm sự an ủi về tinh thần, hay nói cách khác là tìm cách trốn tránh. Mặc dù khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng làm thay đổi phương thức sống của con người, nhưng không thể giúp con người kiểm soát chắc chắn được tương lai. Nói về tương lai, liệu có phải tất cả đều đã được định sẵn? Con người chúng ta ở trong đó có phải chỉ có thể cam chịu? Đối với dự ngôn, đôi khi cũng sẽ xảy ra một số thay đổi tùy theo rất nhiều nhân tố. Trong đó điều quan trọng nhất là sự thay đổi ở nhân tâm. Chúng ta hãy thử tưởng tượng mạt pháp mạt kiếp tới là do ma quỷ dụ hoặc đạo đức suy bại. Nếu nhân tâm hướng thiện, trong xã hội sẽ kết tụ lại thành một sức mạnh to lớn của hướng thiện và quay trở về truyền thống. Vậy thì tai họa xảy ra như tiên tri, chẳng phải sẽ vì thế sẽ không xảy ra sao? Những lời tiên tri ứng nghiệm đến ngạc nhiên của Notre Dame. Notre Dame tiên đoán đúng cái chết của vua Henry đệ nhị. Hoàng đế Henry đệ nhị của Pháp lúc 46 tuổi, thấy sức khỏe của mình sa sút, đã gọi Notre Dame vào cung để hỏi về số phận mình. Và nhận được lời tiên đoán, có một ngày đầu của bệ hạ sẽ bị đâm bởi một vật sắc nhọn và đó là nguyên nhân khiến người băng hà. Điều đó sẽ xảy đến trong 10 năm nữa. Ông đã cảnh báo nhà vua nên tránh một cuộc đấu ngựa. Thế nhưng đến tháng 6 năm 1959, phớt lờ những cảnh báo của Notre Dame, vua Henry đệ nhị vẫn tham gia vào một cuộc đấu với bá tước Montgomery trong ngày cưới của cô em gái. Hai đối thủ cùng đeo chiếc khiên khắc nổi hình sư tử và Montgomery trẻ hơn Henry 6 tuổi. Trong khi chơi, một chiếc thương đã xuyên qua tấm khiên che mặt của nhà vua, đâm qua mắt và xuyên vào thái dương. Vua Henry từ trần ở tuổi 51 sau 10 ngày nằm trên giường bệnh. Sự kiện này đã được ghi trong cuốn Những Thế Kỷ của Notre Dame xuất bản trước đó một năm. Những tiên tri về Napoleon, vận mệnh của một vị hoàng đế khác sống sau đó hai thế kỷ cũng được Notre Dame đoán đúng là Napoleon, người bách chiến bách thắng nhưng thất bại ở Nga rồi mất vương quyền. Những vần thơ của Notre Dame chỉ rõ, hoàng đế vĩ đại sẽ khởi đầu với một vị trí thấp kém và nhanh chóng trở nên lớn mạnh. Khi ông giành được quyền lực tối cao, ông hoàng chiến bại bị lưu đày ở Elba sẽ trở về Marseille qua vịnh Genoa. Nhưng không vượt qua được các thế lực ngoại bang, tuy thoát chết nhưng vẫn phải đổ máu. Dự đoán hỏa hoạn ở London năm 1966, Notre Dame viết, máu của thần công lý sẽ bao phủ London, thành phố sẽ cháy vào năm 66, vị phu nhân mất địa vị tối cao và nhiều nơi bị hủy hoại. Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại thủ đô London của Anh năm 1666. Đây là một trong những lời tiên tri hiếm hoi của Notre Dame có ghi rõ năm.
ngay cả những người hoài nghi nhất cũng phải thừa nhận tính chính xác của lời tiên đoán này. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 3/4 London. Tội ác thế kỷ. Thế giới hiện nay hầu như đã sáng tỏ cuộc bức hại của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc với các học viên Pháp Luân Công. Để che giấu tội ác này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ đạo bộ máy tuyên truyền liên tục vu khống và lừa dối thế giới để quy chụp những lớp vỏ xấu xa lên những con người học Pháp Luân Công lương thiện, ôn hòa. Hiện nay, nhân loại đa phần đã sáng tỏ, họ đã biết và công nhận những giá trị tốt đẹp của Pháp Luân Công. Một số không ít các tổ chức và người dân đã liên tục lên án Đảng Cộng sản và chính quyền Trung Quốc về tội ác này. Sự kiện kinh thiên động địa này dù vẫn còn nhiều bí mật ẩn giấu nhưng cũng được Nostradamus nhắc đến trong các dự ngôn của mình. Trích trong cuốn Các thế kỷ 14 khổ 18 của Nostradamus có đoạn: một số người học tập đại pháp để lên thiên đường sẽ bị kết án bởi những ông hoàng rốt nát, bị trừng phạt bởi sắc lệnh truy lùng như những tội phạm và bị hành hình tại chỗ một khi bị phát hiện. Bài thơ này tiên tri vô cùng chính xác rằng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc về việc cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã áp dụng chính sách diệt chủng tàn khốc đối với những người tu luyện. Hai câu thơ đầu, một số người học tập đại pháp để lên thiên đường sẽ bị kết án bởi những ông hoàng rốt nát. Câu thơ đầu chính là ám chỉ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, còn ông hoàng rốt nát là cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân, người trực tiếp phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Trong những năm Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, hàng chục ngàn học viên đã bị kết án phi pháp, hàng trăm ngàn người đã bị bắt vào các trại lao động, chịu đủ loại tra tấn tàn khốc, hàng chục ngàn học viên đã bị cưỡng bức tham dự các lớp tẩy não. Tuy nhiên, những sự thật này chỉ là một phần trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có rất nhiều bí mật về tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị che giấu. Nostradamus còn có những lời tiên tri về nạn mổ cướp nội tạng, hai câu thơ bị trừng phạt bởi sắc lệnh, truy lùng như những tội phạm và bị hành hình tại chỗ một khi bị phát hiện. Ẩn chứa nội dung tiên tri rằng trong quá trình Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc dù không phải tội phạm nhưng bị đối xử như tội phạm. Còn nghiêm trọng hơn, thậm chí họ bị hành hình tại chỗ khi bị phát hiện. Sự thật tiết lộ về việc năm 2000, Giang Trạch Dân giao cho La Cán mang theo mật lệnh trấn áp Pháp Luân Công, bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể, đánh chết tính là tự sát, không tìm nhân nguyên, trực tiếp hỏa táng. Chính bởi mật lệnh diệt chủng của Giang Trạch Dân mà tại Trung Quốc trào dâng một làn sóng tội ác bí mật giết hại các học viên Pháp Luân Công, thậm chí mổ lấy nội tạng sống từ họ. Một mặt thực hiện mật lệnh Giang, mặt khác lấy nội tạng sống mang lại lợi ích kinh tế. Được thúc đẩy bởi hai động cơ này, mổ lấy nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công đã trở thành tội ác ngất trời bao phủ toàn Trung Quốc. Hiện nay thế giới đã nhận thức ra tội ác này và đang lên án mạnh mẽ các nhà cầm quyền Trung Quốc. Những lời dự ngôn của Nostradamus một lần nữa đang tiếp tục chính xác. Nostradamus hầu như không bao giờ chỉ rõ thời gian, địa điểm xảy ra các sự kiện, nên chẳng ai có thể dựa vào những lời tiên tri của ông mà đoán biết trước được điều gì sắp đến. Trong hầu hết các trường hợp, người ta chỉ có thể sử dụng chúng để chiêm nghiệm sau khi sự việc đã diễn ra. Còn bạn, bạn nghĩ sao về những tiên tri chấn động của Nostradamus? Hãy chia sẻ dưới phần bình luận để mọi người cùng được biết. Nếu quý vị cảm thấy rằng chương trình đã mang lại những giá trị ý nghĩa, xin hãy dành một phút để bấm like và chia sẻ video của chúng tôi, để những điều ý nghĩa này được lan tỏa và chia sẻ với mọi người. Chúc quý vị ngày mới tốt lành và bình an. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.